Vâng, xin mời bác dẫn. Lao động Hoàng Thị Hương có người bảo lãnh là Hà Thị Đố. Ở bác Hà Thị Đố có số chứng minh thư nhân dân 130647963 cấp ngày 14 tháng 12 năm 2011 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp, đúng không ạ? Xin hỏi bác Hà Thị Đố, tại thời điểm hiện tại bác có quan hệ như thế nào với lao động Hoàng Thị Hương ạ? Bác là gì của Hoàng Thị Hương? Tôi là mẹ đẻ của Hoàng Thị Hương. À, bác là mẹ đẻ. Bác Đố sinh được mấy người con? Em Hương được thứ mấy ạ? Vâng. Hương đã có gia đình riêng chưa? Ở chồng tên là gì? Hà Văn Độc. À, hai vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Hiện nay còn trong hôn nhân không? Không. Còn trong hôn nhân không? Không. Nghĩa là không phải hỏi ý kiến chồng đúng không? Rồi. Bác Hà Thị Đố là mẹ đẻ hợp pháp của lao động Hoàng Thị Hương, là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con gái bác là Hoàng Thị Hương đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan này thì Hương và gia đình phải đóng cái phí xuất cảnh cho công ty là bao nhiêu tiền? 3.300 USD. Ngoài cái 3.300 USD ra thì phải đóng gì khác không? Không. Ok. Bác Đỗ, bác Hà Thị Đỗ là mẹ đẻ hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp cho con gái của bác là Hoàng Thị Hương. Vâng. Bác có bác đã hiểu rõ trách nhiệm dân sự của bác về tư cách người bảo lãnh được quy định ở điều 35 nghị định 95 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu như con gái bác vi phạm cái điều 35, phá vỡ hợp đồng bỏ trốn ra ngoài, hết thời gian lao động không về nước, dụ dỗ lôi kéo lừa đảo ép buộc người khác bỏ trốn, thì bác phải bồi thường tổn thất 100 triệu đô đồng, bác có đồng ý không? Bác hiểu rõ nội dung điều luật chưa? À vâng. Có ai ép buộc thì hai mẹ con bác không? Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của mẹ con bác có bình thường và minh mẫn không? Vâng. Xin cảm ơn bác ạ. Hôm nay có vẻ bác hơi do dự một tí, sợ con gái sang kia lấy chồng Đài Loan sao? Hơi run. Xin mời Bùi Thị Xuân và người bảo lãnh đứng dậy ạ. Lao động Bùi Thị Xuân có người bảo lãnh là Nguyễn Văn Hồng. Bác Nguyễn Văn Hồng có số chứng minh thư 182020505 cấp ngày 31 tháng 5 năm 2014 do Công an tỉnh Nghệ An cấp, đúng không ạ? Xin hỏi bác Nguyễn Văn Hồng, tại thời điểm hiện tại bác có quan hệ như thế nào với đồng Bùi Thị Xuân? Là con dâu của bác. Là bố chồng. Vâng. Chồng của Xuân tên là gì? Hai vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Hiện nay còn trong hôn nhân không? Anh Nguyễn Văn Sơn là chồng hợp pháp của Xuân. Anh Sơn, anh có đồng ý cho Xuân đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Ok. Bác Nguyễn Văn Hồng là bố chồng hợp pháp của lao động Bùi Thị Xuân, là người đại diện gia đình. Thay mặt gia đình, bác có đồng ý cho con dâu của bác là Bùi Thị Xuân đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Vâng. Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thế này thì Xuân và gia đình phải đóng phí xuất cảnh cho công ty Việt Hà Thích là bao nhiêu tiền? 3.000 USD. 3.000 USD thì thiếu tháng à? Vâng. Ngoài 3.000 USD ra có phải đóng phí gì khác được không? Ok. Bác Nguyễn Văn Hồng là bố chồng hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp cho con dâu của bác là Bùi Thị Xuân. Bác đã hiểu rõ nội dung cái điều 35 nghị định 95 của Thủ tướng Chính phủ chưa? Bác có đồng ý không? Có ai ép buộc thì hai bố con không? Tại thời điểm hiện tại sức khỏe và tinh thần của hai bố con có bình thường hơn nữa không? Vâng, thoải mái mình vẫn, đúng không ạ? Vâng ạ, việc này được ghi âm lại cho nên được quay sang bên kia chứ phải trả lời đầy đủ ạ. Vâng, xin cảm ơn, xong rồi ạ. Nhà mình có việc gì đấy thì đi đấy. Xuân ra ngoài nhá. Sang bên kia đóng tiền đi. Lao động Hà Thị Đương có người bảo lãnh là không, bác cứ ở đấy lại. Bác ơi, bác ngồi đây cháu, con bạn Xuân đi nộp ạ. Lao động Hà Thị Đương có người bảo lãnh là Nguyễn Văn Sơn. Tại sao lại là mẹ chồng? Thế mà cho anh chị soát lại, anh chị vẫn không phát hiện ra sai cái gì. Là chồng chứ hả?
tại vì đây tôi thấy có mẹ chồng. Tại vì đánh máy rất hay lỗi nên em bảo bao giờ em yêu cầu anh chị soát trước. Soát sao anh chị không bảo không soát cái gì. Thôi rồi. Bắt đầu chúng ta làm việc. Lao động Hà Thị Đương có người bảo anh là Nguyễn Văn Sơn. Anh Nguyễn Văn Sơn có số chứng minh thư 131-490-022 cấp ngày 13 tháng 8 năm 2013 do quan tỉnh Phú Thọ cấp, đúng không ạ? Xin hỏi anh Nguyễn Văn Sơn tại thời điểm hiện tại có quan hệ như thế nào với đối tượng Hà Thị Đương? À, chồng. Hai vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Hai vợ chồng anh chị sinh được mấy người con rồi? Hai người con rồi. Và anh Nguyễn Văn Sơn là chồng hợp pháp của lao động Hà Thị Đương, là người đại diện gia đình. Anh có đồng ý cho vợ của anh Hà Thị Đương đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Có. Để đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan thì chị Đương và gia đình phải đóng cái phí xuất cảnh cho công ty Việt Hà là bao nhiêu tiền? 3.300 USD. Ngoài cái phí trên có phải đóng gì khác không? Vâng. Anh Nguyễn Văn Sơn là chồng hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp cho vợ của anh là Hà Thị Đương. Anh đã hiểu rõ nội dung cái điều 35.995 của Thủ tướng Chính phủ chưa? Anh có đồng ý không? À, có ai ép buộc hai vợ chồng không? Tự nguyện đúng không ạ? Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của hai vợ chồng anh có bình thường và minh mẫn không? Vâng, xin cảm ơn. Xong rồi ạ, mời người xuống. Xin mời Đinh Thu Thuyền. Thuyền này. Đinh Thu Thuyền. Lao động Đinh Thu Thuyền có người bảo lãnh là Hà Công Sản. Vâng, Hà Công Sản. Anh Hà Công Sản có số chứng minh thư 130-987-131. Cấp ngày 27 tháng 8 năm 2013 do công an tỉnh Phú Thọ cấp, đúng không ạ? Vâng. Xin hỏi anh Hà Công Sản tại thời điểm hiện tại anh có quan hệ như thế nào với lao động Đinh Thu Thuyền? Anh là chồng. Vâng. Vợ chồng anh chị có đăng ký kết hôn không ạ? Anh chị sinh được mấy người con rồi? Vâng. Anh Hà Công Sản là chồng hợp pháp của lao động Đinh Thu Thuyền, là người đại diện gia đình. Anh có đồng ý cho vợ anh đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì chị Thuyền và anh Sản phải đóng phí xuất cảnh cho công ty Việt Hà là bao nhiêu tiền? 3.300 USD. Ngoài cái 3.300 USD ra anh chị phải đóng gì nữa không? Không. Anh Hà Công Sản là chồng hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp cho vợ của anh là Đinh Thu Thuyền. Anh có đồng ý điều 35.995 Thủ tướng Chính phủ không? Anh hiểu rõ nội dung điều luật chưa? À, có ai ép buộc thì vợ chồng anh chị không? Tại thời điểm hiện tại, sức khỏe và tinh thần của vợ chồng anh chị có bình thường và minh mẫn không? Vâng, xin cảm ơn. Mời ngồi xuống ạ. Tiếp theo ạ, Lông Mạnh Tuấn ạ. Vâng, Lông Mạnh Tuấn có người bảo lãnh là Lông Đức Thuấn. Lông Đức Thuần. Lao động Lông Mạnh Tuấn có người bảo lãnh là Lông Đức Thuần. Bác Lông Đức Thuần có số chứng minh thư 121-168-811 cấp ngày 9 tháng 9 năm 2011 do công an tỉnh Bắc Giang cấp. Xin hỏi bác Lông Đức Thuần tại thời điểm hiện tại bác có quan hệ như thế nào với lao động Lông Mạnh Tuấn ạ? Bố đẻ. Bác Thuần sinh được mấy người con? Tuấn là thứ mấy ạ? Tuấn đã có vợ chưa? Bác Lông Đức Thuần là bố đẻ hợp pháp của lao động Lông Mạnh Tuấn, là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai bác đi sang Đài Loan lao động xuất khẩu không? Và để Tuấn đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì gia đình mình phải đóng cái phí xuất cảnh công ty là bao nhiêu tiền? 2.700 USD. Ngoài cái 2.700 USD này ra phải đóng gì khác không? Ok. Bác Lông Đức Thuần là bố đẻ hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Lông Mạnh Tuấn. Bác đã hiểu rõ nội dung cái điều 35.995 của Thủ tướng Chính phủ chưa? Bác có đồng ý không? Vâng, đồng ý. Đấy là theo luật của nhà nước ạ. Có ai ép buộc thì hai bố con bác không? Tự nguyện đúng không ạ? À, tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của hai bố con bác có bình thường và minh mẫn không? Vâng, xin cảm ơn. Xong rồi ạ. Tiếp theo Nguyễn Đình Long. Đình. Nguyễn Đình Long à? Lao động Nguyễn Đình Long
có người bảo lãnh là Nguyễn Đình Giáp. Vâng. À, bác Nguyễn Đình Giáp có số chứng minh thư 172-336-841 cấp ngày 5 tháng 5 2004 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp, đúng không ạ? Xin hỏi bác Nguyễn Đình Giáp, tại thời điểm hiện tại bác có quan hệ như thế nào với đối tượng Nguyễn Đình Long ạ? Là bố. Vâng. À, bác Giáp sinh được mấy người con? Long là thứ mấy ạ? Long nó có vợ chưa? Chưa. Bác Nguyễn Đình Giáp là bố đẻ hợp pháp của lao động Nguyễn Đình Long, là người thay mặt đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai bác là Nguyễn Đình Long sang Đài Loan lao động xuất khẩu không? Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan này thì Long và gia đình phải đóng cái phí xuất cảnh trong công ty là bao nhiêu tiền? 4.000 đô. Đô gì? À, 4.000 đô la Mỹ. Ngoài 4.000 đô la Mỹ ra thì có phải đóng gì nữa không? Ok. Bác Nguyễn Đình Long là bố đẻ hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là bác Nguyễn Đình Giáp, là bố đẻ hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Nguyễn Đình Long. Bác đã hiểu rõ nội dung cái điều 35 nghị định 95 của Thủ tướng Chính phủ. Vâng, bác hiểu rõ rồi chứ? Bác có đồng ý không? Có ai ép buộc gì hai bố con bác không? Vâng. Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của hai bố con bác có bình thường và minh mẫn không? Bình thường minh mẫn. Vâng, xin cảm ơn. Xong rồi ạ. Xin mời Nguyễn Thị Phương Vân. Lao động Nguyễn Thị Phương Vân, có người bảo lãnh là Hoàng Thị Chi, đúng không? Nhưng mà hôm nay là có việc đặc biệt, đã được công ty đồng ý. Lao động Nguyễn Thị Phương Vân, ở đây là số chứng minh thư này của Chi, đúng không? Xin hỏi, tại thời điểm hiện tại này, chị Nguyễn Thị Phương Vân tinh thần và sức khỏe có bình thường và minh mẫn không? Tốt. Chị đi đơn hàng gì? Phí phải đóng là bao nhiêu tiền? 3.300 USD. Ngoài 3.300 USD ra thì chị Phương Vân có phải đóng gì khác không? Chị đi lao động hợp tác này là tự nguyện hay là có ai ép buộc không? Tự nguyện. Tự nguyện rồi. Gia đình đồng ý chứ? Tất cả các thủ tục, tất cả các cái quy định về quy chế của công ty và các cái quy định pháp luật của nhà nước chị đều nắm chắc rồi chứ? Chị đã biết được việc làm của bên kia của chị chưa? Chị được thẩm định hai chiều rồi đúng không ạ? Vâng. Chị đã đi lần nào chưa? Đi lần đầu. Tất cả những cái thứ mà chị vừa trả lời ấy là ở trong cái trạng thái tinh thần minh mẫn đúng không? Sức khỏe ổn định là rất chính xác rồi. Sau này nếu có những thông tin gì mà nó không đúng, nó trái với cái cam kết ngày hôm nay của chị phải hoàn toàn chịu nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình nhé. Xin cảm ơn chị. Xong rồi ạ. Xin mời lao động Trương Văn Giáp, là người bảo lãnh là Trương Thị Trang, đúng không ạ? Anh Trương Văn Giáp có người bảo lãnh là Trương Thị Trang. Chị thương Trương Thị Trang có số chứng minh thư 142-650-447 cấp ngày 13 tháng 12 năm 2007 do Công an tỉnh Hải Dương cấp. Xin hỏi chị Trương Thị Trang, tại thời điểm hiện tại chị có quan hệ như nào với lao động Trương Văn Giáp? Em bé ruột. Bố mẹ mình sinh được mấy anh chị em? Giáp đã có vợ chưa? Vợ tên là gì? Ngô Thị Sen. Hai vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Hiện nay còn trong hôn nhân không? Chị Ngô Thị Sen là vợ pháp của Giáp. Chị Sen, chị có đồng ý cho Giáp đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Xin hỏi chị Trương Thị Trang, chị là em gái ruột hợp pháp của lao động Trương Văn Giáp, là người thay mặt bố mẹ gia đình, đại diện gia đình đấy. Chị có đồng ý cho anh trai của chị là Trương Văn Giáp đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan này thì Giáp và gia đình phải đóng cái phí xuất cảnh công ty là bao nhiêu tiền? 3.600 đô la Mỹ đi tiêu tham đúng không? Ngoài 3.600 đô la Mỹ ra thì nhà em có phải đóng cái gì nữa không? Em Trương Thị Trang là em gái ruột hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp cho anh trai của mình là Trương Văn Giáp. Em đã hiểu rõ trách nhiệm của em về tư cách người bảo lãnh được quy định ở điều 35.000.